cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình tên là May. Channel của mình chủ yếu là chia sẻ cuộc sống ở miền quê thế nào. Mình hy vọng channel của mình sẽ đem đến niềm vui nhỏ nhỏ cho tất cả các bạn trên thế giới khi xem nha. Mình rất là biết ơn bạn nào đã và đang subscribe channel của mình. Còn bạn nào chưa subscribe, mình rất hy vọng các bạn subscribe cho mình để ủng hộ tinh thần cho mình làm thêm những cái video khác cho mọi người xem nha. Chúc mọi người một ngày tốt đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. This is Sunset Beach, Vancouver, Canada, July 2019. I love Vancouver. It is extremely beautiful. And the mountain is right there. See, the mountain is right there. Ở đây kêu bằng English baby. Đẹp không mọi người? Cái này là ở Vancouver, Canada. Để mình quay một vòng cho mọi người xem nha. Nắng quá à. Sợ mọi người không thấy được đâu. Nắng quá phải không? Have fun, sweetie pie. They don't have the arrow at all. Oh yeah, this is Canada, not Texas, not North America. I mean,
green, very green, see? It reminds me of Central Park in New York. Yeah, remember Balto? Balto, yeah.